Mùa Du Lan năm nay thì chắc chắn đây là một cái bài hát sẽ mang lại nhiều xúc cảm cho tất cả mọi người. Hay nói đúng hơn, mang lại xúc cảm cho những người làm con. Làm sao để mà mình thấy được trong cuộc sống này điều vô thường nó luôn luôn ập đến bất ngờ. À, hôm nay chúng ta cười đó rồi ngày mai có thể chúng ta sẽ ngã xuống. Bây giờ đến lúc khi mà mình làm cha làm mẹ rồi á, thì mình mới cảm nhận được một điều, đó chính là con của mình nó chỉ cần mà sổ mũi, hắt hơi hay là chỉ cần ho một chút thôi là mình cảm thấy con người mình cảm thấy mình bứt rứt, mình khó chịu. Mình sẵn sàng thức đêm vì con, mình sẵn sàng coi như là hy sinh tất cả vì con. Mình coi như là cầu trời khẩn Phật, cầu ông bà làm sao để phù hộ cho con mình được khỏe mạnh. Thì bây giờ mình suy nghĩ lại thì mình mới biết được là lúc trước khi mà mình còn bé bỏng trong tay của ba mẹ, thì khi mình bệnh hay là mình ho hay mình có cái gì đó đau đớn thì ba mẹ mình cũng đau lòng lắm. Giống như là ai mà cắt đi một cái khúc ruột mà nó bị đau đến mức độ vậy. Bem luôn có những câu từ ở trong ca khúc rất là sâu, rất là sâu. Mà khi mà mình là cái người mà mình thực hiện cái bài hát á, bao giờ những cái câu từ đó luôn luôn nó đi vào, nó chạm vào trong ngõ trái tim của mình, chạm vào hai chữ đó, đó chính là chữ hai chữ hiếu thảo của một người con. Và chắc chắn là sau khi nghe cái ca khúc này thì những ai đang còn ba còn mẹ, chắc chắn mình sẽ phải nghĩ đến ba mẹ mình nhiều hơn. Và những ai đang còn ba mẹ và con đã có con cái rồi thì chắc chắn sẽ hiểu thêm được tình thiêng liêng của cha mẹ. À, bây giờ thì mẹ Kim Ngọc không còn nữa. À, thì chắc chắn là khi đến ngày báo hiếu, Du Lan báo hiếu, thì Hiếu Hiền sẽ phải cài một cái bông hồng màu trắng, một cái bông hồng mà cái màu mà hình như là tất cả những đứa con không ai muốn có cái màu đó đâu. À, cũng nhân đến ngày Du Lan báo hiếu thì Hiếu Hiền xin được kính chúc cho các mẹ, các chị, các ông, các ba và tất cả mọi người trên thế giới này, những ông bố bà mẹ đều có sức khỏe, có những cái niềm vui bất ngờ trong gia đình. Lúc nào trong gia đình thì cũng sẽ có nhiều tiếng cười, bởi vì sao có nhiều tiếng cười là chắc chắn đó chính là một ngôi nhà hạnh phúc. Và khi mà ngôi nhà hạnh phúc thì sẽ không bao giờ có những sự đau khổ. Và cái điều mà Huyền mong nhất đó chính là cái hiếu thảo luôn luôn sẽ quay quần từ thế hệ này qua thế hệ khác, để cho cuộc sống này trở nên văn minh hơn và đẹp hơn trong mắt tất cả mọi người.